Chào mừng các bạn trở lại với kênh Đồng Hồ Hải Triều. Mình là Thương Trần. Và mình là Thương Trần. Kính thưa quý vị và các bạn, với tầm giá 8 triệu thì Citizen là một trong những cái thương hiệu mà chúng ta không thể nào không nhắc tới. Và đấy cũng là một trong những cái sự lựa chọn hàng đầu. Và với một người chơi đồng hồ thực thụ thì chắc chắn các bạn sẽ chọn một mẫu đồng hồ cơ cho bộ sưu tập của mình, đúng không ạ? Ấy, sao lại nói như vậy? Ý ông là người chơi đồng hồ pin không phải là người chơi đồng hồ thực thụ à? Ê, đồng hồ pin thì nó cũng có cái hay của đồng hồ pin đó. Ông thử hỏi mọi người đang xem video xem. Đồng hồ cơ quá trời lỗi luôn, thế thì đồng hồ nào đáng mua hơn? Rồi, được rồi, thì hôm nay tôi sẽ chứng minh cho ông thấy đồng hồ cơ đáng mua hơn như thế nào. Ok, vậy thì tôi cũng sẽ cho mọi người thấy lý do tại sao một người đẹp trai và hiện đại như tôi lại chọn một chiếc đồng hồ Cotch. Intro thôi. Đầu tiên là để nói về ưu điểm là biết cái gì không? Tại đồng hồ này là đồng hồ không có pin nên không cần phải thay pin. Trời ơi, hết pin là phải chạy đi thay, có mệt không? Trời ơi ông ơi, cái đồng hồ của tôi á là Citizen Ecoride, pin 8 tới 10 năm mới phải thay một lần. Mà thậm chí nếu phải thay nhá, chính sách ở Hải Triều còn cho thay miễn phí. Đấy, đâu như đồng hồ của ông, 1-2 ngày không đeo là hết cót. Đúng không? Đồng hồ cơ thì lại làm sao mà bền bằng đồng hồ pin được. Trời ơi, cái lên cót á là cái thú chơi của người chơi đồng hồ. Ngồi mà lên cót vậy nó mới sướng, đúng không? Đấy, gái nữa là ông nói máy cơ hay bị hỏng vặt, hơi bị sai lầm luôn. Đây là một cái bộ máy 8200 của Citizen. Máy này chỉ cần bảo dưỡng định kỳ 4 năm một lần thôi. Đấy, ông nói ông chơi đồng hồ hay là đồng hồ nó chơi ông? Trời, chưa kể đến đồng hồ ông nó còn sai số nữa. Rồi mấy ngày là phải chỉnh giờ lại một lần. Cái này là đồng hồ nó chơi ông thiệt đó chứ. Để tính ra máy cơ nó còn dày nữa. Bởi mới nói làm sao mà ông hiểu được cái thú chơi đồng hồ. Mình ngồi mình ngắm cái kim nó lướt nè, thấy không? Rồi phía sau còn lỗ máy nè. Thế mới gọi là đam mê đồng hồ chứ. Xem cái đồng hồ của ông này. Cài giật, nhìn có chán không? Dày như vậy thì có gì đâu mà hay. Bây giờ xu hướng người ta chọn mỏng nhẹ, thanh lịch, lịch sự. Chứ ai lại chọn cái đồng hồ dày cộm vậy? Trời ơi này nhá, cái đồng hồ của tôi còn chống nước được 100m. Của ông thì làm gì có à? Rồi, dày hay mỏng thì có liên quan gì chứ. Bây giờ thiếu gì đồng hồ cơ mỏng nhẹ. Rồi ông nói chống nước 50m đúng không? Ừ, thực tế là chống nước ít hơn của ông thật. Nhưng mà ông tính mang cái đồng hồ ông đi lặn biển hay gì mà cần phải chống nước nhiều. Này nhìn thêm nữa nha, kim nung xanh nhá, nhìn nó rất là chi là nghệ thuật luôn. Cái gì gọi là nó cũng phải thực tế chứ. Bây giờ tắt đèn thấy không, sao mà thấy được. Ê, đây nè, phủ giả quan nhá, tắt đèn là còn nhìn được. Trời ơi. Đấy, lại nói ông nhà quê, nói thì lại tự ái. Chứ bây giờ ai đeo đồng hồ để xem giờ nữa. Bây giờ người ta smartphone các kiểu rồi. Trời ơi, bây giờ là người ta đeo đồng hồ là để thể hiện sự đẳng cấp. Thôi nói với ông mệt lắm. Thôi, thực tế khách quan mà nói thì tôi là người thực dụng. Và cái gì nó lợi ích, nó tiện lợi hơn thì tôi sẽ đánh giá cao. Còn về trải nghiệm thực tế thì cứ để cho các bạn trải nghiệm và đánh giá như thế nào. Ông ok chưa? Ok, vậy thì cứ để các bạn đánh giá. Nếu là các bạn thì các bạn sẽ chọn mẫu đồng hồ nào, đồng hồ cơ hay là đồng hồ pin. Các bạn đừng quên chia sẻ lại với bọn mình. Và cũng đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh để ủng hộ hai anh em của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau.